Mekong, công ty chứng khoán giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, sau chứng khoán phái sinh, sản phẩm chứng quyền có bảo đảm sẽ tiếp tục có mặt trên thị trường chứng khoán. Vậy thị trường chờ đợi gì khi chứng quyền có bảo đảm ra đời? Sản phẩm này có những gì hấp dẫn? Phòng ngừa rủi ro như thế nào? Chuyên đề chứng khoán cuối tuần này sẽ dành thời gian để tìm hiểu về vấn đề này. Thưa quý vị, theo dự kiến thì sản phẩm chứng quyền có bảo đảm sẽ chính thức vận hành vào cuối năm nay. Với đặc điểm đáng chú ý là lợi nhuận thì tối đa, rủi ro thì tối thiểu, sản phẩm mới này được thị trường chờ đợi và kỳ vọng sẽ giúp thị trường chứng khoán Việt Nam gia tăng thanh khoản. Vậy cụ thể, chứng quyền có bảo đảm là gì? Cơ chế hoạt động của sản phẩm này là thế nào? Mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Chứng quyền có bảo đảm là một sản phẩm rất thịnh hành trên thị trường chứng khoán thế giới. Không chỉ đem lại nhiều cơ hội cho nhà đầu tư, sản phẩm này còn là một công cụ giúp nhà đầu tư quản trị rủi ro khi đầu tư vào thị trường chứng khoán. Chứng quyền thì nó sẽ làm cho thị trường nó sôi động hơn và như vậy là có nhiều sản phẩm được cho nhà đầu tư hơn. Tỷ lệ về chứng quyền thì như vậy tỷ lệ đòn bẩy nó lớn hơn, kiếm tiền dễ, nhanh hơn, nhưng mà mặt trái của nó cũng là mất tiền cũng nhanh hơn. Thì nó sẽ giúp cho nhà đầu tư thứ nhất là quản trị cái rủi ro của mình. Nhà đầu tư có thể thực hiện cái việc mua bán cái chứng quyền đó để quản trị cái danh mục hiện tại của nhà đầu tư riêng đó, và nó cũng rất là tốt khi mà trong cái phương tiện, trong cái cách giao dịch đó là chứng quyền có đảm bảo thì giao dịch ngay trên tài khoản luôn, nhà đầu tư không cần phải mở thêm các cái tài khoản gì nữa. Chứng quyền có bảo đảm là một công cụ tài chính có tính chất như một quyền chọn được phát hành bởi một ngân hàng đầu tư hay một công ty chứng khoán, cho phép người nắm giữ có quyền được mua hoặc bán tài sản cơ sở với một khối lượng xác định từ tổ chức phát hành tại một mức giá vào hoặc trước thời điểm được xác định. Cái nhà đầu tư thì thay vì mua một cái loại cổ phiếu cơ sở, một cái loại cổ phiếu cụ thể, thì người ta có thể là mua cái quyền mà được mua cổ phiếu đó trong tương lai, và ngược lại quyền bán cũng vậy. Chứng quyền đảm bảo là một loại chứng khoán, nó tương tự, có cái đặc điểm tương tự như là quyền chọn. Trong đó thì người mua là nhà đầu tư, khi mà họ sở hữu chứng quyền thì họ có quyền được mua chứng khoán cơ sở ở cái mức giá là xác định trước, thông thường sẽ gọi là giá thực hiện, và tại thời điểm là khi mà chứng quyền đáo hạn trong tương lai, và thời điểm đấy là cũng được xác định trước. Với chi phí ban đầu mua chứng quyền có bảo đảm chỉ bằng một phần nhỏ so với đầu tư vào tài sản cơ sở, nhà đầu tư đã có thể sở hữu chứng quyền có bảo đảm mà vẫn có thể thu được lợi nhuận như kỳ vọng nếu đầu tư vào tài sản cơ sở. Tác động đòn bẩy chính là điểm hấp dẫn nhất của sản phẩm này. Ví dụ như với tỷ lệ đòn bẩy lên tới 1:10 chẳng hạn, thì bình thường là phải mất 100 tỷ để đầu tư vào một cổ phiếu nào đó, thì hiện giờ họ chỉ cần bỏ ra cỡ khoảng 10 tỷ là có thể đầu tư vào cổ phiếu đó. Theo như mình tính toán thì cái mức đòn bẩy, tức là nhà đầu tư sẽ có mức đòn bẩy khoảng từ 8 đến 10 lần. Do đó thì nó phù hợp với các nhà đầu tư cá nhân, những người mà thường xuyên sử dụng công cụ giao dịch ký quỹ. Và sản phẩm thì có cơ chế, tức là có cái mức giá tương đối là thấp, có thể là ở mức một vài nghìn. Và do đó thì nhà đầu tư có thể giao dịch và có thể thực hiện vị thế rất là nhanh chóng. Lợi nhuận thì có thể lên đến tối đa, còn rủi ro thì cũng chỉ nằm trong mức giới hạn. Chính đặc điểm này sẽ giúp nhà đầu tư hiểu được khẩu vị rủi ro của mình, đồng thời chủ động gia hạn được khoản thua lỗ trong trường hợp dự đoán sai xu hướng của cổ phiếu. Trong cái trường hợp thua lỗ thì bạn chỉ thua lỗ cái phần phí thôi, và bạn không phải đóng cái phần gọi là ký quỹ ban đầu, mà chỉ riêng cái phần phí đó thôi. Tuy nhiên thì cũng không khác gì so với cái việc bạn dùng margin cao cả. Đó thì thị trường có giảm đến 10-20 điểm. Bạn mua chứng quyền thì bạn cũng chỉ mất cái phần phí thôi. Tuy nhiên tính đòn bẩy quá cao cũng chính là một rủi ro mà nhà đầu tư phải đối mặt khi không trực tiếp sở hữu tài sản cơ sở. Sản phẩm là nó tính trên cái giá trị tiền ảo thôi, tức là chúng ta không có một cái sản phẩm thật, tức là mua không có cổ phiếu mà chúng ta chỉ có giá trị tăng lên hay giảm xuống để thanh toán bằng tiền. Thì vì thế nhà đầu tư cũng nên là hạn chế cái kỳ vọng, bởi vì rõ ràng là cái tỷ lệ ký quỹ cao quá cao ấy, nó sẽ tác động rất là mạnh khi mà thị trường nó đảo chiều, mà nó sẽ dẫn đến mất vốn. 50% đối với ký quỹ sản phẩm thật thôi đã có thể tạo ra thị trường biến động rất là mạnh rồi, thì việc đấy chúng ta phải kỳ vọng, hoặc là chúng ta hạ bớt cái kỳ vọng đi. Bên cạnh đó, chứng quyền có bảo đảm là một sản phẩm do một tổ chức phát hành nên nhà đầu tư sẽ được bảo đảm về mặt thanh khoản của sản phẩm. Tuy nhiên, rủi ro cũng có thể xuất hiện trong trường hợp đơn vị phát hành chứng quyền đó gặp khó khăn về vốn.
do tổ chức phát hành là công ty chứng khoán sẽ bắt buộc phải thực hiện quyền cho nhà đầu tư trong trường hợp chứng quyền có lãi. Do đó thì khi rủi ro lớn nhất sẽ là việc là tổ chức phát hành là công ty chứng khoán họ mất khả năng thanh toán và họ không có khả năng thực hiện quyền cho nhà đầu tư trong thời điểm tương lai. Có thể thấy rằng dù chứng quyền có bảo đảm là một sản phẩm có thể đem lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư, thế nhưng nếu nhà đầu tư không kiểm soát được kỳ vọng của bản thân thì rất dễ đối mặt với rủi ro trắng tài khoản. Cùng với thị trường phái sinh thì chứng quyền có bảo đảm được triển khai sẽ góp phần hoàn thiện cấu trúc của thị trường chứng khoán nói chung, vốn chỉ đang giao dịch với các sản phẩm cơ bản là cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ. Theo đánh giá của cơ quan quản lý và một số chuyên gia, chứng quyền có bảo đảm ra đời tại Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo một bước nhảy vọt trong quá trình tái cấu trúc và cải thiện chất lượng hoạt động của các công ty chứng khoán. Để có thể phát hành sản phẩm thành công, tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm phải tăng cường củng cố và phát triển đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao cũng như đẩy mạnh đầu tư cho hệ thống, cơ sở vật chất, công nghệ hiện đại nhằm tạo lợi thế khi thực hiện được các nghiệp vụ đặc thù như phòng ngừa rủi ro, tạo lập thị trường cho sản phẩm. Hơn nữa, khi chứng quyền có bảo đảm đi vào hoạt động và đón nhận được những tín hiệu tốt, sự hưởng ứng của nhà đầu tư, các công ty chứng khoán chưa đủ điều kiện sẽ cố gắng để có thể đủ tiêu chuẩn phát hành. Điều này góp phần cải thiện mặt bằng chung về năng lực và chất lượng cung cấp dịch vụ của các tổ chức trung gian trên thị trường chứng khoán. Đưa ngày càng nhiều các sản phẩm phái sinh vào thị trường, nó giúp cho cái sản phẩm của thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng hoàn thiện. Và đó cũng là một trong những yếu tố để đánh giá rằng thị trường Việt Nam có đủ điều kiện để nâng hạng trong tương lai hay không. Và do đó chúng tôi rất ủng hộ với việc là chúng ta ngày càng đưa vào nhiều sản phẩm phái sinh thì càng tốt cho thị trường, cả về ngắn hạn đối với nhà đầu tư, với cả các doanh nghiệp phát hành, đối với các cái công ty chứng khoán, cũng như là đối với triển vọng thị trường trong tương lai, nhất là khi mà chúng ta đạt được các cái điều kiện để nâng hạng thị trường. Tuy nhiên thì công ty chứng khoán cũng về mặt nào đó thì rất là mong muốn có thêm sản phẩm và tự mình có thể tạo nên sản phẩm. Theo tôi nghĩ thì hiện tại ở cái bước đầu làm quen thì có lẽ là các công ty chứng khoán cũng chủ yếu sử dụng các cái sản phẩm chứng quyền liên quan đến chỉ số, và như thế thì nó cũng khá đơn giản hơn nhiều so với chứng quyền của cổ phiếu hay là các nhóm chỉ số khác. Thì tôi nghĩ là ở cái thời điểm bắt đầu, một số công ty chứng khoán lớn nó hoàn toàn có đủ khả năng để làm được cái việc đó dựa trên kinh nghiệm quản lý cho vay của rất là nhiều năm. Bên cạnh đó, việc ra đời sản phẩm này cũng góp phần thu hút sự gia nhập và cạnh tranh của những công ty chứng khoán có vốn nước ngoài, có kinh nghiệm hơn về chứng quyền có bảo đảm và chứng khoán phái sinh. Đối với nhà đầu tư, chứng quyền có bảo đảm sẽ cung cấp thêm một công cụ phòng ngừa rủi ro, cũng như là gia tăng sự lựa chọn về sản phẩm đầu tư với khoản chi phí thấp hơn so với cổ phiếu truyền thống hay chứng chỉ quỹ. Nhà đầu tư có cơ hội tìm kiếm lợi nhuận từ loại hàng hóa có tính chất đòn bẩy cao này bằng việc áp dụng linh hoạt nhiều chiến lược đầu tư theo ý muốn đầu tư, đầu cơ, phòng vệ vị thế và quản lý danh mục đầu tư. Cái đòn bẩy rất cao. Cái đòn bẩy cực kỳ cao, đòn bẩy ở đây chúng ta biết phái sinh đã thực hiện rồi thì đòn bẩy là 90%, chỉ cần 10% ký quỹ thì cái chứng quyền đảm bảo này thì tôi nghĩ là tỷ lệ ký quỹ cũng tương đối là cao, chưa biết là bao nhiêu nhưng mà là rất cao. Cái điều này đó rất tích đối với các tổ chức, họ sẽ giao dịch được với cái khối lượng rất lớn, và cái thời gian thanh toán và cái thời gian thực hiện cái chứng quyền đảm bảo này thì tôi cũng không biết là theo thời gian là ở Việt Nam là sẽ là bao nhiêu, hoặc là có được chấm dứt hợp đồng trước thời hạn không. Cái đó thì cũng phải chờ đợi cái thông báo thông tư hướng dẫn từ ủy ban. Mà nó do một cái ngân hàng hoặc là do một cái tổ chức kiểu như là công ty chứng khoán và đứng ra phát hành cái chứng quyền đấy, và chứng quyền đấy được giao dịch trong thời hạn khoảng độ 6 tháng đến 1 năm. Như vậy là cái chứng quyền đấy thì như vậy là được giao dịch đấy thì nhà đầu tư có thể kỳ vọng có thể là mua trước hoặc sau lãi thì bán, nhưng mà đến kỳ hạn đấy là phải tất toán hết. Nhưng nó không giống như là bên chứng khoán phái sinh. Chứng khoán phái sinh nó giống như là kiểu như là quyền mua. Quyền mua thì người ta ví dụ là chứng khoán phái sinh nó trong 1 tháng, quyền mua hoặc tháng 2 tháng hoặc 3 tháng thì nó khác nhau. Với một thị trường chứng khoán Việt Nam còn khá non trẻ, với sự tham gia của hơn 99% nhà đầu tư cá nhân, việc đưa những sản phẩm cấu trúc cao cấp đến với thị trường thực sự là một vấn đề còn nhiều trăn trở đối với cơ quan quản lý. Tuy nhiên, chứng quyền có bảo đảm với lợi thế chi phí đầu tư thấp và được giao dịch đơn giản tương tự như cổ phiếu sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận và tham gia thị trường. Cái chứng quyền trong thời gian đầu thì nó tăng trưởng rất là nhanh.
do là cái sản phẩm mới và nó đáp ứng được cái nhu cầu của nhà đầu tư. Nó tăng mạnh về số lượng chứng quyền được phát hành cũng như là tăng mạnh về khối lượng giao dịch. Và do đó thì SDI cũng có kế hoạch là sẽ tăng trưởng cái sản phẩm này tương ứng để đáp ứng được cái nhu cầu của nhà đầu tư trong giai đoạn đầu. Ngoài ra, chứng quyền có bảo đảm cũng được kỳ vọng mang lại một luồng gió mới cho khối nhà đầu tư ngoại trong việc nâng cao khả năng tìm kiếm cơ hội đầu tư đối với các công ty niêm yết có kết quả kinh doanh tốt khi các giao dịch bằng cổ phiếu vật chất, các cổ phiếu chưa nới room ngoại bị giới hạn. Mặc dù với rất nhiều lợi thế và tiềm năng để phát triển, chứng quyền có bảo đảm vẫn luôn tiềm ẩn những rủi ro nhất định mà các nhà đầu tư hay chính những tổ chức phát hành luôn phải đối mặt. Việc chứng quyền có bảo đảm được phát hành bởi các công ty chứng khoán cũng là một vấn đề đòi hỏi phải chấp nhận rủi ro từ phía nhà đầu tư, bởi khi các nhà phát hành gặp khó khăn về tài chính, có thể ảnh hưởng đến việc thanh toán, chi trả cho nhà đầu tư. Để hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư, Thông tư 107 năm 2016 của Bộ Tài chính ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2016 đã có những quy định thiết thực nhằm bảo đảm khả năng thanh toán của tổ chức phát hành. Có một điều rủi ro hơn là bởi vì cái cơ quan đảm bảo đấy nó chỉ là một công ty chứng khoán, cho nên nếu nó phá sản thì cái đấy mình cũng bị mất. Nhưng mà bên chứng khoán phái sinh thì không có chuyện đấy. Hiện tại vốn điều lệ để thực hiện cái nghiệp vụ này độ khoảng 1.000 tỷ. Tức là nếu như so sánh ở thị trường Việt Nam thì có mức vốn điều lệ nên là khá lớn. Và có thể nói cũng chỉ có tầm độ 5 đến 7 công ty có thể đáp ứng được cái yêu cầu vốn điều lệ đó. Thì cũng đã hạn chế tương đối cái việc nhà đầu tư rủi ro về cái việc thanh toán. Còn có rủi ro là rủi ro thị trường. Đó là khi nhà đầu tư dự báo xu hướng của chứng khoán cơ sở và họ mua chứng quyền. Mua nhưng mà ngược lại thì chứng khoán cơ sở thì không biến động theo cái xu hướng mà nhà đầu tư kỳ vọng. Và do đó là nhà đầu tư có thể thua lỗ ở cái phần giá trị đầu tư mua chứng quyền ban đầu. Nó vẫn tức là một cái tạo ra một cái cuộc chơi từ các công ty chứng khoán và những nhà tạo lập thị trường. Chúng ta hiểu đơn giản là chúng ta có một cái lượng vốn rất ít, không thể mua đủ một cái cổ phiếu. Nếu như tỷ lệ mà ký quỹ tiếp tục là 90% hoặc là 10% ấy, mà chúng ta bỏ tiền mặt ra để sử dụng một cái cổ phiếu thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục được ăn cái chênh lệch như vậy. Nhưng thực tế thì cái chứng quyền đảm bảo nó chỉ đảm bảo rằng là chúng ta sẽ thanh toán cái giá trị mà chênh lệch, hoặc chúng ta sẽ mất đi cái giá trị chênh lệch khi mà cái giá mà chúng ta phán đoán nó bị sai. Cũng theo đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, để đảm bảo cho sản phẩm mới này vận hành an toàn, hiệu quả, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đều có những phương án để phòng ngừa rủi ro, trong đó bao gồm cả những quy định pháp lý liên quan. Trong quá trình giao dịch, Sở Giao dịch sẽ là cơ quan giám sát tuyến đầu tiên để phát hiện các yếu tố bất thường trong giao dịch, từ đó có thông tin báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thiết lập cái sản phẩm thì các công ty chứng khoán cũng như các cơ quan quản lý đều có cái sự tính toán trước. Không phải là cổ phiếu nào cũng có cái chứng quyền có đảm bảo đi kèm, mà phải có những cái cổ phiếu có những cái đáp ứng những cái tiêu chí nhất định về cái chất lượng của cái cổ phiếu cơ sở, rồi là cái tính thanh khoản. Bởi vì cái nhà tạo lập thị trường trong cái thị trường này là cũng có cái chức năng tạo lập về thanh khoản nữa. Cùng với đó, cơ quan quản lý cũng có những cách thức giám sát hậu giao dịch tùy thuộc vào thực tiễn hay mức độ phức tạp của sản phẩm giao dịch. Thì chắc chắn là cả về phía Ủy ban Chứng khoán lẫn Sở Giao dịch Chứng khoán thì đều có những phương án dự phòng để phòng ngừa rủi ro. Kể cả những quy định pháp luật như các anh chị thấy, ví dụ quy định về hạn mức này, quy định về điều kiện để có thể phát hành chứng quyền này, quy định về điều kiện là tài sản cơ sở, thì bản chất nó cũng là để phòng ngừa các cái rủi ro về vấn đề thao túng giá. Thế tuy nhiên là ngoài ra thì trong quá trình mà giao dịch thì Sở Giao dịch Chứng khoán thế là sẽ là cái cơ quan giám sát tuyến đầu tiên để phát hiện những cái yếu tố bất thường trong hoạt động giao dịch, và từ đó thì sẽ thông tin cho Ủy ban Chứng khoán. Và chúng tôi thì cũng có học hỏi kinh nghiệm của các nước để thiết lập ra một bộ các cái tiêu chí để phòng ngừa rủi ro và giám sát. Hơn nữa, thị trường chứng quyền có bảo đảm chỉ hoạt động hiệu quả nhất khi trình độ hiểu biết của nhà đầu tư và tổ chức phát hành là ngang nhau. Vì vậy, vấn đề đào tạo nhà đầu tư là một công tác cần được chú trọng nhất và đòi hỏi rất nhiều nỗ lực trong quá trình phát triển thị trường chứng quyền có bảo đảm trên thế giới, mà Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.